bạn đã quay lại với Phương Vy Channel. Hôm nay Phương Vy Channel sẽ cùng các bạn làm bài toán tiếp nha các bạn. Xin mời các bạn cùng làm với Phương Vy. Trong bài học hôm nay, các bạn cùng với bé Vy sẽ học bài thực hành và trải nghiệm. Đi vào bài tập thứ nhất là đếm khối hợp chữ nhật, khối là phương. Bé Vy cùng với các bạn sẽ đếm có bao nhiêu khối hợp chữ nhật thì chúng ta sẽ ghi cụ thể vào đây là được bao nhiêu cái. Rồi bao nhiêu khối lập phương thì chúng ta sẽ là ghi vào đây. Vậy thì trước khi làm bài này, bạn Vy cho mẹ biết là khối hợp chữ nhật thì nó sẽ, cái một mặt của nó sẽ có hình gì con? Hình chữ nhật. Đúng rồi. Và khối lập phương thì một mặt nó sẽ là có hình gì? Vuông. Có hình vuông. Vậy thì dựa vào cái đặc điểm này, bạn Vy đếm xem cho mẹ nè, được bao nhiêu cái thì chúng ta sẽ là ghi vào. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Vậy thì có mấy khối hợp chữ nhật con? 10. Có 10 thì con ghi vào. Rồi tiếp theo là bạn Vy đếm khối lập phương. 1 2 3 4 5 6 7 8. Có 8 hình lập phương thì bạn Vy sẽ ghi vô. Bạn Vy đếm khối hợp chữ nhật và khối lập phương đúng rồi nha các bạn. Bây giờ các bạn cùng với bạn Vy sẽ làm sang bài tập số 2. Bài tập số 2 nè, yêu cầu chúng ta là điền số vào những hình tròn còn trống cho phù hợp. Ở cái bài tập này thì người ta cho sẵn mình 3 số nè các bạn. Số 3, số 2 và số 4. Số 3 chính là 3 hình vuông. Số 2 là chính là 2 hình chữ nhật. Và số 4 chính là 4 hình tam giác. Vậy số cần điền vào đây sẽ là số gồm 3 gộp với 2 và gộp với 4 lại với nhau. Vậy thì để điền ra được số này thì các bạn và bé Vy chỉ việc đếm tất cả các hình được bao nhiêu thì chúng ta sẽ là điền vào đây. Rồi bây giờ mẹ mời bạn Vy nè, đếm tất cả các hình được bao nhiêu hình con? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Được 9 thì mình sẽ ghi số 9 vào. Bé Vy cùng với các bạn quan sát tiếp nhé. Ở đây là 4 và có 2 chấm tròn cần điền. Để điền được số vào 2 chấm tròn này thì là bé Vy cùng với các bạn quan sát nè. Ở đây nó có bao nhiêu hình tam giác nhỏ? 1, 2, 3. Có 3 hình tam giác nhỏ thì chúng ta sẽ ghi số 3 vào đây. Có bao nhiêu hình tam giác lớn? 1. Có 1 thì chúng ta sẽ là ghi 1 vào. Vậy thì là 4 thì nó sẽ là gồm 3 gộp với 1. Ở bài tập số 2 này thì bạn Phương Vy làm đúng rồi nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang làm bài tập số 3. Số rồi nói theo mẫu câu. Ở bài tập số 3 này người ta chia làm 2 câu, câu A và câu B. Vậy thì trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu câu A trước nha các bạn. Bây giờ bạn Vy nhìn nè. Có bao nhiêu con chim đang đậu? 5. Có 5 con chim đang đậu thì chúng ta sẽ ghi số 5 vào đây. Rồi, có bao nhiêu con chim bay đến? 1, 2, 3, 4. Vậy thì có mấy con chim bay đến? 4. Có 4 thì con ghi số 4 vào đây. Đến lúc này thì ta thấy nè, 5 gộp với 4 sẽ được mấy? Để điền được số vào đây chính xác thì bé Vy cùng với các bạn chỉ việc đếm tất cả
chim lại với nhau là được. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ừ, 9 thì chúng ta điền số 9 vào. Rồi, vậy thì là có bao nhiêu con chim? Nghĩa là có bao nhiêu con chim ở lúc đầu nè? Là có mấy con chim đang đậu Vi? 5. À, 5 con chim đang đậu thì con ghi số 5 vào đây. Thêm chấm chấm con, có nghĩa là thêm bao nhiêu con chim bay đến nữa? 4. À, 4 thì con ghi số 4 nha. Ừ, vậy thì có tất cả bao nhiêu con chim? 9. Ừ, 9 thì con ghi số 9 là đúng rồi đó. Bạn Phi làm bài tập ở câu A đúng rồi nha các bạn. À, bây giờ cùng chuyển sang làm bài tập B. Ở cái bài tập B này thì con thấy là có tất cả bao nhiêu con chim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. À, có 9 con chim thì con ghi vào đây. 9 con chim. Rồi, 9 con chim này nó sẽ gồm mấy con chim bay đi? 3. À, 3 con chim bay đi thì con ghi số 3 vào. Số 3 ở trên đi con. Ừ, còn lại mấy con chim? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ừ, 6 con chim thì chúng ta ghi xuống đây. À, có tất cả bao nhiêu con chim? Mình ghi vào đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. À, 9 thì mình ghi 9 con chim. Bay đi mấy con chim? Con xem trong bức tranh. 3. À, thì ghi số 3 vào. Còn lại mấy con chim? Con đếm theo con chim còn lại hả? 2, 3, 4, 5, 6. Ừ, thì con ghi số 6. Bạn Phương Vi làm đúng bài tập số 3 rồi nha các bạn. Mình xin kết thúc video tại đây. Chúc các bạn luôn vui, luôn khỏe. Và đừng quên chia sẻ để ủng hộ Phương Vi channel nhé các bạn.